Rồi, mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại thì Kiên đã có mặt ở ngay con đường Hàm Nghi ở quận 1 nhé, ngay trung tâm luôn. Ở đây thì xem mọi người xem là sau 15 ngày giãn cách xã hội thì cuộc sống của bà con trở lại như nào. Thấy là cái khu này thì đã bắt đầu có một số cửa hàng người ta mở bán này, nhưng mà đa số là chỉ có cửa hàng thực phẩm thôi. Thực phẩm. Đây là cái khu này, là cái khu chợ này, đây là chợ đường Tôn Thất Đạn này. Đây cái khu chợ đường Tôn Thất Đạn là buổi tối rồi. Thấy là có một số cửa hàng ẩm thực, thực phẩm, bán thực phẩm người ta mở cửa ở đây. Đây là khu đường Tôn Thất Đạn, trong những cái ngôi chợ cổ, chợ xưa ở Sài Gòn vẫn còn sót lại ở trung tâm. Đấy, chợ. Một số cửa hàng người ta đóng cửa, một số bà con người ta vẫn buôn bán bình thường. Cái không hiểu sao mà cái chợ này á, ở giữa trung tâm Sài Gòn mà vẫn còn cái chợ, những kiểu chợ cóc như này á, thì cũng không hiểu. Chắc có lẽ là đây đó bà con người ta kinh doanh buôn bán lâu rồi đấy, nên là thành phố người ta không có giải tỏa được. Nhưng mà không biết như thế nào. Mà cái chợ này nó ở đây cứ thấy là nó cũng tạm bợ quá, thấy là nó cũng rất là tạm bợ. Đấy, hai bên là những cái nhà mà sẽ dựng lên bằng tôn rồi bằng sắt tạm bợ trên con đường Tôn Thất Đạn. Ở đây vẫn có cái khô bán xôi sầu riêng ở đấy nhé. Xôi sầu riêng ở đấy này. Trước mình có quay cái xôi sầu riêng ở đây này. Rồi giờ mình sẽ đi ra chợ Bến Thành để quay cho cả nhà xem cái chợ ở ngoài đó nhé. Đấy là buổi tối, giờ là khoảng 8 giờ tối, nhưng mà thấy là đường rất là vắng, mọi người cũng ít ra đường. Rồi đèn đỏ là mình dừng lại nhé. Đi cái mùa này ở Sài Gòn có kiểu như kiểu Tết vậy đấy. Đường rất là vắng, đi rất là sướng luôn quý vị. Nhưng mà có việc thì chúng ta mới ra ngoài nhé. Không có việc thì tốt nhất là chúng ta ở trong nhà, để nhằm hạn chế lây lan của dịch bệnh. Nói chung là mùa này ra đường thì phải bịt kín hết mặt mũi, không để lộ gì hết. Rồi chúng ta đi nào. Giờ chúng ta sẽ đi ra chợ Bến Thành nào quý vị. Đây là cái khu xe buýt, nhà xe buýt, nhà chờ xe buýt. Đây đây, trước chợ Bến Thành này quý vị ơi. Ồ, thấy ở đây còn vắng hơn mấy chỗ kia đâu. Ồ, cái chợ là người ta đã đóng khóa cửa sắt này rồi. Người ta không có... Chợ này người ta đã khóa cổng rồi này. Khóa rồi, bên trong thì không biết có còn buôn bán đâu mà bên ngoài khóa cửa. Giờ là 8 giờ tối. Ồ, em quanh chợ thấy là nó
trước là 8 giờ là rất là đông đúc luôn và gọi là sầm uất. Nay là 8 giờ là đóng cửa hết rồi. Wow, đây là nó vắng tanh như chùa Bà Đanh. Đấy cả nhà thấy không? Chợ Bến Thành này vắng im im lìm, im re à. Đóng cửa luôn. Trước là 8 giờ là hai bên đường là có hai cái dãy gọi là người ta bán kiosk nhỏ, người ta bán đồ rất là nhiều luôn. 8 9 giờ 10 giờ là đông nghịt người, toàn là du khách nước ngoài. Giờ thì gọi là không thấy ai hết. Đây là con đường Nguyễn Thái Học, à đường Phạm Hồng Thái chứ quên. Đấy, trung tâm Sài Gòn là im lìm hết rồi. Cái khu ngã 6 Phù Đổ, ngã 6 Phù Đổ Kiên Vương. Hôm nay là ngày 15 nhé, ngày 15 tháng 4. Sau 15 ngày cách ly toàn xã hội. Bây giờ thì chúng đã đi một vòng cái khu vực chợ Bến Thành để quay chia sẻ với quý vị nhé. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Giờ mình đi thẳng cái đường Cách Mạng Tháng 8 này chia sẻ với quý vị cái đường phố. Xe ở đây cũng khá là đông nữa.
Ở đây có cái xe ốc hút miền Trung. Tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.